Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop đến từ một cái sàn phi hút nha các bạn. Đây là một cái sàn giao dịch mua bán những cái đồng coin thôi các bạn. Thì chương trình airdrop này là một cái dòng cộng đồng, tổng phần thưởng của airdrop là có 4 triệu Việt Nam đồng để cho tất cả người dùng tham gia airdrop nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn phi hút nha các bạn. Để cho chắc chắn hơn thì các bạn cần KYC đi nha bạn. Các bạn vào một thông tin của tôi nè. Vào một tài khoản nha các bạn. Các bạn KYC số điện thoại level này nè bạn. Level 2 cũng được rồi, khó cần level 3. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào link sự kiện nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn gỡ cái link giới thiệu của các bạn nè. Thì các bạn mở cái sàn phi hút cái nào bạn. Sàn phi hút này khá là nổi tiếng nha các bạn. Nó rất là uy tín. Rồi các bạn bấm vào một đâu các bạn chờ một xíu các bạn. Rồi, các bạn bấm vào mục nhận thưởng này các bạn. Rồi các bạn copy cái link mã giới thiệu này của mình nha các bạn, của tất cả các bạn nha. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn, sao chép đường link giới thiệu của bạn tại vì. Rồi các bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like fanpage Facebook của nó nè. Tổng buôn này rớt 4 triệu nhưng mà cũng rất là ít. Rồi tiếp tục thì các bạn tham gia phi hút nè. Các bạn bấm vào tham gia ngay nha bạn. Các bạn ơi, like nè các bạn. Nhưng mà nó uy tín chắc. Rồi bạn tham gia nhóm này các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống. Rồi ta sao mà nó không ăn nè. Sau khi bạn gửi yêu cầu xong thì bạn bắt up lên các bạn bấm vào tiếp tục. Sau live fanpage Facebook hồi nãy cái này có giá trị bằng 10 phiếu. Sao mà không được ta? Nó văng ra ngoài các bạn. Rồi tiếp tục các bạn tham gia kênh Telegram đi các bạn. Rồi xin Telegram các bạn cho chào các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi sau đó các bạn theo dõi tin tức của nó nè. Kênh Telegram đó các bạn. Sao mà nó chậm như ta. Rồi các bạn cho anh chào các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm cũng tiếp tục nè. Sau đó tải xuống phía hút cho người dùng Android. Thì các bạn nhấp vào tải luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm cài đặt nha các bạn, sau đó các bạn bắt up lên nè. Bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục sử dụng phi hút app Mobi gửi cho chúng tôi một vài nhận xét. Nhận xét ngay nè các bạn. Rồi bấm bắt đầu, bấm bắt đầu nè. Nhập vào địa chỉ email các bạn nè. Thì các bạn điền địa chỉ email các bạn vào cái email các bạn đăng ký trên sàn phi hút nha các bạn. Rồi bạn biết phi hút năm 2018 2019 mình biết từ 2018 các bạn. Bạn có giới thiệu hút Facebook, Telegram, review tại các blog YouTube, cái này các bạn tự chọn nha các bạn. Sau đó bạn bắt đáp lên game này các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nha các bạn. Sao mà mình bấm nhận xét rồi mà nó lướt tàu lao không ta. Làm lại nha. Một nè. Ok. Ok 2 nè. Ok 3 nè. Tại sao sử dụng phi hút giá mua bán hợp lý, đội ngũ nhiệt tình. Giao dịch đội ngũ nhiệt tình đi các bạn. Ok. Bạn đã sử dụng phiên bản phi hút trên app điện thoại chưa? Bấm Z nha các bạn. Rồi bấm ok nha các bạn. Việc trên đề đề 1 tại hãy cho biết về những xét phiên bản trên app nhé. Bấm let logo. Cho 5 sao luôn nha các bạn. Ok. Rồi các bạn mở cái xích lây ra đi các bạn. Các bạn đánh giá cho nó 5 sao luôn nha các bạn. Rồi ta.
Rồi các bạn đánh giá cho nó 5 sao luôn nha các bạn, viết bình luận luôn đi, good. Bấm đăng. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Bấm ok. Bạn có đề xuất phiếu hoàn thiện phiếu bấm ok. Phi hút luôn luôn lắng nghe người dùng để kiến cho tôi nhận và triển khai bằng sắp tới. Bạn có muốn đi xuất phi hút hoàn thiện Mobi app không? Không có. Sắp tới phi hút nếu có người dùng thì chọn bạn hãy đề xuất một cái tên phi hút để bổ sung nhé. Ok, bấm ok nha các bạn. Rồi bấm submit. Quay về rớp. Rồi tiếp tục các bạn quay về rớp nha các bạn. Rồi bấm tiếp tục nè. Rồi các bạn bấm vào mục giới thiệu bạn bè nè. Các bạn lấy liên kết này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để tham gia dự án nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập link giới thiệu của bạn tại phiếu hút rồi nè. Like fanpage Facebook nó cái nữa. Nhưng sao cái này nó không có được các bạn. Cái phần này nó bị lỗi vậy các bạn thoát ra vào lại nha các bạn. Để mình vào mình like fanpage Facebook của nó các bạn, mình bắt up lên các bạn. Mình sao mà nước xuống không được. Mạng mình bị gì đó. Ôi gì đây các bạn nhấp vào đây like fanpage nó nha các bạn. Nãy giờ đây mà mình nghĩ không ra. Rồi các bạn bấm thích fanpage nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link này drop này nè. Rồi ta. Này drop mục tiêu các bạn. Rồi nha các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Chắc này được 100 nè. Sao không được nữa, tại mà nó lái fanpage nó rồi mà. Tìm được thôi tức. Có tức cái sao. Xuống đây bạn like cái thích cái này bạn chia sẻ công khai luôn nha các bạn. Thử coi được không. Tức. Bấm vào game show. Cái này không được thì nhiệm vụ này bỏ nha các bạn. Chứ mình hết cách rồi. Rồi cái link này nó bị lỗi rồi các bạn ơi. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.